Ơn Tử Tuấn ở nhổn nhá. Ngon. Bốn pita đen một chép này. Bốn pita đen một chép nhá. Ngon. Ơn Tử Tuấn ở nhổn nhá. Bốn pita đen và một chép này. Này. Đấy. Bốn pita đen nhá. À. Tháng đưa cho anh này 30.000. Không còn thiếu. Chào tất cả mọi người đang xem nhá. Còn Thủ Tuấn ở nhổ này. Bốn pita đen với một chép nhá. Đây là tăng cân nhỉ? Bố mi này em một chép to này. Có mắt không uống con cá thôi. Chị gì chị. Chị cả mọi người đang xem nhá. Bao giờ săn nữa. Anh Tuấn này. Hà Tuấn à. Bao giờ săn nữa. Anh Tuấn này. Bảo bớt cân đỏ cân ra thì em mới nhìn thấy. 400 đen với một chép nhá. Còn Thủ Tuấn ở nhổ này. Chấm đen to nhá. Quay ra xem nào. Chắc phải 9 cân. 9 cân. To như thế mới 9 cân. Thủ Tuấn ở nhổn nhá. 4 pita đen này. Với lại một chép nhá. Đúng rồi này. Đúng rồi. Tắm vào rửa tay mình vào đấy. Vẫn vào đấy đi. Đi sát cái khó lắm.